Chào con nông dân cả nước nha. Nay nông cơ tính lên con máy cắt cỏ Robin NB212 Nhật Bãi. Tình trạng con này còn rất mới luôn mọi người. Nè nồng ấy nè. Nằm nó còn sáng nè. Đó, bình xăng con rin nè. Đó, ốc 7 màu nè. Gió nè. Ống xăng rin nó luôn nha mọi người, su rin. Nắp rin luôn nè. Bô nè, còn bô còn rất là sáng nha. Xăng nè, không quẩy vỡ nha mọi người, rất là green luôn. Công tắc nè, tâm nhôm nè. Đó. Máy seri trên máy nè, vũ bơm rin luôn nè, bình xăng rin nè, cái lọc còn rin luôn nha mọi người. Cái con này quá dữ luôn á, đó, lọc rin luôn á. Xe nào? Rồi, đang quay của khách nha mọi người ha. Rồi giờ tới tâm nhôm nè, cần rin theo máy nè mọi người, NB212 nè. Mua đen luôn nè, cần còn chữ còn tem đồ đẹp lắm nha mọi người. Đó. Không cong không móp gì nha. Đó. Trắng cỏ rin luôn nè, double rin nè. Đó. Bình xăng quanh rồ luôn nha mọi người. Giờ em thấy quá trời, thấy gì cũng rin cho em giới thiệu biết rồi, mọi người biết em mà. Em không có xài đồ lô mọi người ơi. Đó, bình xăng rin theo máy ha. Dây ga rin luôn nha mọi người. Ra rất dây ga là rất là bóng luôn. Tay ga bóp rin luôn nè. Tay bóp của nó nè. Bóp bãi nha. Dây giật nè. Hơi nè. Đó, dây giật nè. Giật nó rin nó vàng vàng vậy đó. Đẹp không? Cái này là hơi nó em mở bô ra rồi, hơi rất là sáng luôn, gần như là chưa xài đó mọi người. Cái này mọi người mua về mà xài mà độ bền mà dưới 7 năm em mới sợ. Con này xài cực kỳ bền luôn, đảm bảo mọi người luôn á. Xài pha nhớt kỹ vô là xài không biết hư. Em đã kiểm tra bố rất là dày ha. Em cũng sẽ vô mở bò ở đây cho mọi người nha. Rồi mình vô mỏ bò đây nữa. Đó. Quay rất là êm luôn. Thôi rồi bình xăng con rồi rin hết rồi mọi người an tâm. Máy là đem về chợ thôi. Rồi. Ai mua máy em thì được tặng một dao dao cắt chữ nhật nè. Ba tấc nè. Rồi cái mẫu bu ghi, rồi ăn cái bu ghi, rồi bắt cước, dây đeo, trắng cỏ, lục giác 4 và được miễn phí vận chuyển tới nơi kiểm tra máy, ok mới thanh toán cho shipper. Giá máy trong phần mô tả nha mọi người. Rồi để em giật máy cho mọi người nghe nha. Rất ok rồi mọi người. Rất là nhạy nổ luôn. Dạ. Giật. Hết hồn.
100 sử dụng nha. Giá trong phần mô tả nha mọi người. Em buôn bán uy tín nha, mọi người cứ an tâm. Đó, em sẽ có cái lọc bụi đây luôn nha mọi người. Đó, bụi luôn. Chú bơm nè. Ơi, không có chảy gì nha mọi người, em kiểm tra hết rồi nha. Không có chảy xăng gì nha. Về an tâm sử dụng luôn. Không chảy chiếc gì hết. Rồi, ai mà chưa chọn được con máy ăn ý thì nhớ đăng ký kênh và theo dõi em ha. Để em ra những con máy mọi người ok ủng hộ nha.